Hello nha, hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi đặt bài poker nha mày. Bố mình hôm nay một mê ấy. Mình sẽ đánh con game bài nhé. Thôi đánh vào đánh con game bài Long Hổ đi. Vừa đánh con game bài mình vừa đánh gọi là đánh con game đặt bài poker. Hôm nay vốn mình một mê thôi. Không cần nhiều đâu. Thắng lên tầm 500 là đã mừng lắm rồi. Đó là người khác nói, còn mình, đối với mình ấy, mình chơi là khi nào phải ăn to, một mê phải ăn lên ba bốn mê đó mới gọi là đúng với mong muốn của mình, đúng không? Chơi thì ai muốn thua đâu anh em, đúng không? Mình chơi để muốn thua, anh em chơi muốn thua việc của anh em, còn mình chơi ấy mình chỉ luôn muốn thắng và thắng và thắng và thắng thôi, chứ đéo có chuyện là muốn thua 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 đâu. Chơi việc đéo chứ mình muốn thua, chơi cứ tưởng muốn thắng ấy chứ, việc đéo thì muốn thua làm đéo gì, đúng không anh em? Chứ anh em muốn thua thì mình chịu, còn đối với mình thì mình chỉ muốn thắng và thắng thắng thôi anh em ạ. Ngon này, 1-3 đấy anh em, 1-3 đấy, đây rồi, 1-6 rồi đấy anh em, toàn thế, 1-6 lại rồi. Đấy, một lên 1-6 là cũng ngon đấy, 1-8 luôn rồi. Trời anh em ơi, tuyệt vời chưa? Đừng nó thua lại nha. Trời ơi. Dưới là một chuỗi dưới luôn kìa, 5-1K 5-2. Chịu. Hên đến thế thì chịu. Thôi, vào đánh long hộ thôi. Bởi vì lúc nãy giờ con này mình đang hên mà. Thành ra mình ra đánh xíu con này xíu, biết đâu nó này có gì đó nó này cho mình hên nữa hay sao, bởi vì mình sợ là hên quá ấy, thành ra tí là lại thua lại kiểu như vậy anh em, mình sợ như vậy thôi. Đấy, thôi mình nghĩ là đánh poker hay hơn đấy, game bài poker này mình nghĩ là mình hên hơn đấy. Mày đánh kia mình đéo hên, toàn thua không ấy chứ đâu anh em. Thua tía về đấy anh em. Vậy mình thấy bên kia không có. Ơ à, trúng vậy. Đúng rồi, trúng 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 anh em. Trúng. Trúng mà. Trúng mà. Thua đâu mà thua. Cứ từ 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 lên thôi anh em ơi. Tuyệt vời con cú mèo luôn anh em ạ. Thế còn gì bằng nữa đúng không? Ôi dồi ôi. Đến ba mê luôn này kìa. Đấy anh em thấy chưa? Nhiều thấy nhiều anh em nói là mình có thể mình ảo tưởng, nhưng mà bây giờ mình đã lên đấy anh em, ảo tưởng đâu, thực tế là mình đã lên rồi mà, thực tế là mình đã lên rồi mà anh em. Đó là bây giờ nó xuống lại xíu thôi nhé, bây giờ lên lại thôi, bây giờ mục tiêu lên 5 mê luôn, chơi phải có tham như vậy, tham vọng như vậy thì may ra mới lên được anh em ạ. Chơi mà cứ theo kiểu là đéo dám đánh ăn to thì khó lắm. Trời cứ ăn to thì mình nghĩ là vẫn có cơ hội dễ ăn đấy, nếu mà liều nữa. Mà cái xác suất để anh em ăn to thì nó rất khó nha, rất 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 gì là khó nha, nhưng mà thôi vẫn kỳ vọng thôi. Ri ra ri kìa, ri xong ra ca đi, ca này, ca này, ca này. Đúng rồi. Ôi quy ra quy thì bố mày chịu. Thua lại kìa. Một chuỗi thua luôn anh em ạ. Đây này. Ôi dồi ôi. Ván nó mình liều chứ kìa, mình đặt đen một dãy luôn. Chơi liều anh em. 44 này đấy anh em, 44 này đấy. Nói chung lúc này giờ khá là hên đấy anh em. Hên quá đấy. Quá hên luôn anh em ạ. Trên trời ơi, sao nó đéo trên trời. Đúng rồi, đây phải như thế này này nó mới đúng này, đúng cái bài này để mình thắng như đây này. Lên 5 mê thật anh em ạ, một mê lên 5 mê thật đấy.
lên 5 mê thật đấy đấy anh em. Mục tiêu của mình bây giờ đéo phải 5 mê nữa. Mình bây giờ lên 8 mê anh em ơi. 8 mê do là lên 8 mê mình đánh to xíu. Ơi chà, đánh to nó lại đéo hên anh em kìa. Đánh to mình lại đéo hên. Mà lúc này đánh nhỏ 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 mình là hên. Ơi bậy ra 3 kìa. Ơ cha thua lại này kìa. Ca rã đấy anh em kìa. Ơi cha thua lại này luôn anh em. Lòi đấy. 3 ra 2. Cái gì vậy trời. Ôi rồi. Cái gì gì vậy mình điện. Điện. Bây giờ mình run luôn mà. Cái gì gì vậy? Nó lên lên nhanh thật nhưng mà bây giờ xuống nó xuống thần tốc chứ anh em kìa. Ôi 30 lại rồi. Trời ơi sao nó đèo trèo trên trời. Trời sao nó là ván này nó trên trời. Cái gì gì vậy? Lo thật đấy, đéo phải đơn giản đâu anh em ơi. Quá lo luôn đấy anh em ạ. Tình này dễ toang rồi. Lúc này có lúc lên 5 mê luôn rồi, mình sang đánh to xíu rồi nó bắt đầu nó xuống ngay anh em ạ. Mình nghĩ đánh to nó lên nhanh hơn. Đánh to nó câu chuyện nó lại khác anh em ạ. Từ từ tao phải chơi mà. Long hồ đéo này. Mới đéo chơi xíu lên 50 lại rồi. Mình nghĩ là đánh, mình đánh. Thôi đánh ván 500 nữa. Sau đó đánh ván. Ôi ôi. Kìa tự nhiên nói biết là đánh xuống mía ván này lúc này rồi. Trời lên lại, lên lại 50 là mình sẽ đánh mỗi ván 500 thôi anh em ơi. Đánh to, mỗi ván 200 thôi. Nhiều cái đánh to anh em, đánh to đéo ăn được nó thật. Thật sự đánh to đánh với nó rất khó ăn luôn nha. Đéo hiểu vì sao mình đéo biết nguyên nhân nha. Nhưng mình thấy đánh to là mình thấy rất luôn ấy. Mình nói từ rất rất nhiều ấy nha. Bởi vì nó rất rất khó thắng luôn. Nhưng khi đánh nhỏ thì câu chuyện nó sẽ khác. Trời đừng nói thua lại ấy nha. Thôi bây giờ mình đéo tham vọng nữa. Lên tầm 3 mê như mình lúc nãy thôi. Là nghĩ. Anh nha. 3 mê thôi. Nhiều khi tham vọng quá nó không đéo tốt đấy anh em ạ. Ôi ơi, ra thì bố mày chịu luôn đấy. Ra đấy đánh thế đéo nào mà chả thua. Đúng anh em. Ri ra quy kìa. Nên 3 mê là nghĩ luôn đấy. Không phải suy nghĩ gì luôn. Và bây giờ lên 3 mê mình thấy khó chứ đéo phải cả. Dễ gì đâu anh em ạ. Biết ngay mà, mình biết ngay mà. À kìa. Thôi bây giờ mình sẽ bơm vào 2 mê nhá. Bây giờ mình mục tiêu lên 5 mê, 2 mê nhưng mà lên 5 mê nha. Đằng nhiên mình thắng 2 mê thôi. Không để bỏ qua anh em. Ok anh em, mình đã trở lại đây nha. Bây giờ mình sẽ đánh một ván 1 mê nha. Phái đạn thế. Cho nên anh em ơi, lúc nãy giờ anh em thấy mình thua không? Do là nguyên nhân do gì anh em? Tham đấy anh em. Tham đấy anh em. Giá như lúc đấy mà mình nghĩ là sớm rồi. Có phải là mình đã phải là thắng rồi không anh em? Em công nhận điều đó không? Thôi nghĩ bây giờ mình cũng thắng rồi. Bây giờ mình cũng thắng rồi. Đấy. Nói chung là mình có thể đánh tiếp mình thắng được thôi nữa thôi. Nhưng mà thôi. Thôi anh em ạ. Thôi đấy. Như thế là được rồi. Thôi.
Mình đang nói mình đúc, bye bye anh em.